5 cái sai lầm khi mà các bạn sử dụng men vi sinh cho con bạn và khiến nó không đạt hiệu quả và con bạn đã bị rối loạn tiêu hóa, tức là nó không nâng cao được cái sức khỏe được tiêu hóa đó, và không giúp cho con bạn đề kháng tốt hơn. Bác Đạt thường nói rằng chúng ta phải chăm sóc hệ tiêu hóa của con bạn giống như chăm sóc sắc đẹp của mình vậy. Bạn muốn con tăng cân, con có tiêu hóa phải khỏe. Bạn muốn con phát triển chiều cao tối ưu, tiêu hóa con phải khỏe. Bạn muốn con ít ốm thì tiêu hóa con phải khỏe. Và bạn muốn con bạn tự tin, đúng không ạ? Dễ dàng tiếp cận, tiếp xúc với điều kiện bên ngoài, với các mối quan hệ bên ngoài, và đưa ra được các cái giải pháp cho các tình huống, tức là nhận thức tốt thì hệ tiêu hóa phải tốt, tại vì nó liên quan đến đến não bộ của trẻ, đúng không ạ? Nên là hệ tiêu hóa chính là não bộ thứ hai của trẻ, các bạn lưu ý như vậy. Nhưng chúng ta không biết cách chăm sóc như thế nào thì bác Đạt đã hướng dẫn rất là nhiều rồi. Cách chăm sóc cái hệ tiêu hóa con bạn ấy chính là thiết lập cái cân bằng của cái hệ vi sinh. Hệ vi sinh nó là trung tâm của hệ sinh thái đường ruột. Khi mà hệ vi sinh cân bằng thì tự khắc đường ruột của bạn sẽ cân bằng, con tăng cân tốt này, miễn dịch tốt này, đề kháng tốt này, và bé sẽ cảm thấy vui vẻ, tự tin hơn, đúng không ạ? Và đây là những cái sai lầm mà các mẹ bỉm thường gặp phải khi mà chúng ta chăm sóc hệ tiêu hóa bằng men vi sinh. Thứ nhất là chúng ta không phân biệt được thế nào là men tiêu hóa, thế nào là men vi sinh, phải không ạ? Men tiêu hóa là chứa các cái enzyme tiêu hóa, nó tương tự với các cái enzyme nó tiết ra bởi đường tiêu hóa của chúng ta, như là protease, lipase, đúng không ạ? Trypsin, pepsin. Đấy. Những enzyme này là nó giúp tiêu hóa protein, chất đạm, chất béo, chất đường trong đường tiêu hóa của chúng ta khi chúng ta ăn hàng ngày vào, đúng không ạ? Và chúng ta chỉ sử dụng các cái men tiêu hóa khi mà đầy bụng khó tiêu, do các cái tuyến tiết ra các cái enzyme tiêu hóa của đường tiêu hóa của chúng ta nó không tiết đủ, cho nên là chỉ dùng trong vòng từ 10 đến 15 ngày thôi là tối đa. Nếu dùng nhiều quá, các bạn hiểu không, nó có một cơ chế gọi là cơ chế điều hòa bài tiết enzyme. Khi mà trong ruột của trẻ có nhiều enzyme tiêu hóa thì nó sẽ truyền lên não bộ của trẻ, nó bảo rằng là trong đường tiêu hóa còn rất nhiều enzyme, cho nên tuyến tụy, tuyến ruột, các cái tuyến khác nữa đừng tiết ra nữa. Và chúng ta cứ lạm dụng như vậy thì sao ạ? Nó làm mất cân bằng cái khả năng tiết các enzyme tiêu hóa tự nhiên của đường tiêu hóa, và rối loạn tiêu hóa triền miên con bạn nhất định nó sẽ rơi vào tình trạng là biếng ăn, suy dinh dưỡng và đầy hơi khó tiêu. Cho nên phải biết được thế nào là men tiêu hóa, thế nào là men vi sinh. Men tiêu hóa là dùng khi nào, thời gian bao lâu, đúng không ạ? Còn men vi sinh là bổ sung lợi khuẩn, hay còn gọi là probiotic. Nó giúp cân bằng hệ sinh thái đường ruột, đây mới là mấu chốt. Nên các bạn phải nhớ, phải phân biệt được thế nào là men vi sinh, thế nào là men tiêu hóa nhé. Số 1 là sai lầm. Sai lầm số 2, đó là gì ạ? Chúng ta pha không có đúng nhiệt độ. Men vi sinh hay còn gọi là probiotic, nó chứa các cái lợi khuẩn có lợi cho đường tiêu hóa. Vì chính nó là một lợi khuẩn, là một loại vi khuẩn, cho nên nó sẽ bị tiêu diệt khi mà nhiệt độ quá cao. Đấy, hiểu không ạ? Nên là pha nhiệt độ quá nóng nó chết. Đấy, bảo quản không đúng là nó chết. Nó chết rồi ấy. Tức là 100 con khi uống vào nó sống được 20 con thôi thì không hiệu quả. Và 100 con đó uống vào nó sống tối thiểu phải 90 con thì mới hiệu quả. Đúng không? Chúng ta có thể cho vào sữa, cho vào thức ăn, nhưng mà tuyệt đối là nhiệt độ phải không quá 40 độ C. Sai lầm thứ 3 là các bạn dùng lạm dụng. Khi mà bắt đầu nói gì ạ? Chăm sóc hệ tiêu hóa của con. Thì khi hệ tiêu hóa khỏe thì nó mới tăng cân được. Thì có những bạn làm nôn nóng muốn con tăng cân, đúng không ạ? Thì mình dùng quá liều như vậy thì nó gây rối loạn tiêu hóa và nó không có tác dụng nhé, và nó gây phản tác dụng. Cho nên là dùng đúng liều hướng dẫn trên bao bì nhé, theo đúng hướng dẫn của các chuyên gia, các bác sĩ khuyên bạn dùng như nào, dùng đúng như thế, không được nóng vội, không được sốt ruột mà tăng liều lên, được chưa? Đây là sai lầm thứ 3. Sai lầm thứ 4 là gì ạ? Khi mà các bạn dùng thuốc kháng sinh hay hạ sốt, chúng ta lại quên không có men vi sinh. Khi bạn dùng kháng sinh, nó tiêu diệt cả lợi khuẩn, cả hại khuẩn, nó tiêu diệt hết, nó không tha gì hết. Khi bạn dùng hạ sốt, khi bạn dùng corticoid ý, là cái môi trường không thuận lợi và khiến cho hệ vi sinh đường ruột nó bị biến đổi. Cho nên bất kỳ khi các bạn dùng một loại thuốc nào đó để con bạn nó không biếng ăn, để tiêu hóa con bạn nó không bị ảnh hưởng, thì bạn cần được bổ sung ngay gọi là men vi sinh cho con bạn nhá. Đấy. Và sai lầm ở đây là các bạn không bổ sung này. Sai lầm nữa này là các bạn bổ sung cùng với kháng sinh thì nó chết hết, đúng không ạ? Chính vì thế, để hạn chế cái sai lầm này, nhiều khi các bạn uống một lần cho xong mà pha cả men vi sinh với gọi là kháng sinh lẫn vào cho xong. Cho nên bác Đạt mới nghiên cứu và ra cái men vi sinh Zimbi, là cái men bao kép. Bao kép như thế nào ạ?
Có nghĩa là bác đặt sử dụng hai cái màng bao polymer, nó kháng được kháng sinh, kháng được axit dạ dày. Và khi mà uống như vậy thì nó sẽ không bị tiêu diệt và nó vẫn hiệu quả như bình thường. Còn các loại men vi sinh khác các bạn mua bên ngoài ấy, là nó không có lớp bao như vậy và nó sẽ bị chết. Thế nên nó không hiệu quả. Hiểu chưa? Không hiệu quả. Đấy. Và sai lầm năm là các bạn bảo uống men vi sinh vào thì nó có bị lệ thuộc hay không? Nó bị lệ thuộc vào men vi sinh. Thưa các bạn, nó là không lệ thuộc nhé. Tại vì sao? Uống men tiêu hóa mới là lệ thuộc. Còn uống men vi sinh là cung cấp lợi khuẩn để giúp cho tiêu hóa khỏe mạnh và nó cân bằng hệ vi sinh đường ruột, đúng không ạ? Thế cho nên là nó không gây lệ thuộc, đúng không? Và chúng ta có thể dùng. Và rất nhiều nghiên cứu trên thế giới họ chỉ thấy rằng dùng men vi sinh liên tục trong 12 tháng nó đều an toàn và tốt cho hệ tiêu hóa của bé. Và cách chúng ta lựa chọn men vi sinh ở đây đó là lựa chọn men vi sinh Jimbi bao kép là một, đúng không? Dùng đúng liều trên tờ trên bao bì của sản phẩm là hai. Thứ ba là chúng ta sẽ dùng 3 tháng hoặc 6 tháng một đợt, sau đó chúng ta sẽ nghỉ một hoặc 2 tháng và sau đó dùng tiếp để giúp con bạn có một cái hệ tiêu hóa khỏe mạnh nhất. Khi hệ tiêu hóa khỏe mạnh, bạn nuôi con vô cùng nhàn, con ăn ngon ngủ kỹ, đúng không ạ? Tăng cân, tăng chiều cao, miễn dịch tốt, đúng không? Tiết kiệm rất nhiều tiền bạc và nhàn cực kỳ luôn. Đấy, chuyện chăm sóc hệ tiêu hóa như chăm sóc da mặt của bạn, nó thông điệp bác đặt muốn gửi cho các bạn. Và đây là 5 sai lầm và đừng bao giờ mắc những sai lầm này nữa nha. Nếu như các bạn chưa hiểu phần nào, hãy comment ở đây, bác đặt sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của các bạn. Và nhớ đừng quên đăng ký kênh YouTube của bác đặt nhé, để nhận được các thông báo mới nhất về các cái hướng dẫn, các phác đồ để giúp bạn nuôi con nhàn hơn. Xin chào các bạn và chúc các bạn nuôi con khỏe mạnh.